ở nơi mà ba cuộc khủng hoảng hội tụ là xung đột, biến đổi khí hậu và khủng hoảng giá lương thực, đó là châu Phi. Quý vị hãy tưởng tượng cuộc sống hàng ngày như thế này ạ. Đi xin ăn, nhưng là xin của những người mà cũng cần phải cứu trợ. Thực tế này sẽ được thấy ở một câu chuyện tại Somalia. Cậu bé Bashir Nusalat, 11 tuổi, thủ lĩnh của một nhóm trẻ chuyên tụ tập bên ngoài cổng trường tiểu học Kabasa, thị trấn Dalo, Somalia. Mục tiêu hướng đến của các em là bữa trưa mà học sinh trường này được Liên Hợp Quốc hỗ trợ, cháo hoặc là ngô và đậu. Từ tối qua đến sáng nay, Salat và 8 anh chị em của cậu không được ăn gì. Cháu đến xin ăn vì ở nhà không có gì ăn. Cháu đói đến nằm ngủ cũng không được. Ở đây thì lúc được cho ăn, lúc không. Somalia đang trong thời kỳ hạn hán nặng nhất 4 thập kỷ qua. Đã thế, xung đột ở Ukraine còn khiến giá lương thực tăng, hút cạn thêm nguồn viện trợ nước ngoài. Chưa kể tình hình bất ổn trong nước vốn đã khiến người dân chịu nhiều khó khăn. Tại Ethiopia, Kenya và Somalia, các tổ chức cứu trợ ước tính cứ 48 giây lại có một người chết đói. Còn tại Somalia, ít nhất 448 trẻ em đã tử vong từ tháng 1 đến nay, trong khi được điều trị vì suy dinh dưỡng nặng. Chưa từng có hạn hán như này, chẳng tìm được việc làm ở đâu để nuôi con cái. Trong khi Salat rất lạc quan. Cháu muốn đi học, muốn học hết các thứ tiếng. Cháu sẽ làm cho tổ chức quốc tế và đi xe ô tô to. Liên Hợp Quốc cho hay một số khu vực ở Somalia sẽ hết lương thực cứu trợ trong tháng này. Mạng sống của con người đáng quý như nhau. Tôi thấy cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phương Tây, đang quan tâm đến Ukraine hơn các cuộc khủng hoảng khác như hạn hán ở Somalia. Cho tới giờ, Somalia mới nhận được 18% lượng viện trợ mà nước này cần, trong khi Ukraine đã nhận được 71% lượng viện trợ mà nước này đề nghị với quốc tế.